Tuyến đường từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường tránh thành phố Đồng Hới theo thiết kế thuộc tuyến đường phố chính đô thị, đi qua hai phường gồm phường Đức Ninh Đông và phường Phú Hải và xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới. Tuyến đường này hiện đang được xây dựng với chiều dài khoảng 1,5 km. Theo thông tin từ báo Quảng Bình, tuyến đường này thuộc dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải, tiểu dự án thành phố Đồng Hới do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Ban quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới là đơn vị được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thực hiện dự án. Tuyến có bề rộng nền đường 36m với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng, bao gồm đường, các công trình phụ trợ của đường và các cầu trên tuyến đường. Theo kế hoạch, thời gian hoàn thành tuyến đường này là vào ngày 30 tháng 6 năm nay. Song tính tới tháng 11, tuyến đường này vẫn chưa được hoàn thành. Điểm đầu tuyến bắt đầu từ cầu Nhật Lệ 2. Cầu Nhật Lệ 2 là cây cầu dây văng đầu tiên của tỉnh Quảng Bình, kết nối thành phố Đồng Hới, vượt sông Nhật Lệ sang bán đảo Bảo Ninh. Mục tiêu của dự án là xây dựng tuyến đường chính tạo kết nối Đông, Tây thành phố Đồng Hới và có vai trò quan trọng trong việc phát triển các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch của tỉnh Quảng Bình. Đến nay, tuyến đường, các công trình phụ trợ của đường và các cầu trên tuyến đường đã cơ bản thi công hoàn thành. Song tại đoạn đường đấu nối vào đường tránh thành phố Đồng Hới, thuộc gói thầu GH22, xây dựng tuyến đường từ cầu Lệ Kỳ đến đường tránh thành phố Đồng Hới, xây dựng cầu Tây do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Huy Toàn và công ty cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông một thi công, chưa thể thực hiện được. Do phía nhà đầu tư đường tránh thành phố Đồng Hới, đầu tư theo hình thức BOT, là công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh, gọi tắt là nhà đầu tư BOT Trường Thịnh, không chấp thuận cho đấu nối vào tuyến đường tránh. Ban quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới đã có nhiều văn bản đề xuất và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức nhiều buổi làm việc với nhà đầu tư BOT Trường Thịnh nhưng đến nay vẫn chưa thể tháo gỡ được vướng mắc này. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với nhà đầu tư này. Song theo BOT Trường Thịnh cho rằng, khi đấu nối sẽ dẫn đến phân lưu phương tiện giao thông trên tuyến đường BOT, gây thất thu cho nhà đầu tư. Theo nhà đầu tư BOT Trường Thịnh, thì hiện tình trạng đấu nối vào các dự án BOT quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhiều hơn hiện trạng ban đầu, tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông và phân lưu giảm lưu lượng qua trạm thu phí Quán Hào, phá vỡ phương án tài chính của hợp đồng. Đoạn sẽ đấu nối vào đường tránh thành phố Đồng Hới hiện nay. Theo chủ đầu tư, khi hoàn thành tuyến đường, các phương tiện tham gia giao thông sẽ lưu thông trên tuyến đường này, làm giảm lưu lượng qua trạm thu phí Quán Hào, giảm doanh thu phí hoàn vốn đầu tư và có nguy cơ dẫn đến việc phá vỡ phương án tài chính của hợp đồng. Tuyến đường khi được hoàn thành sẽ tạo ra không gian phát triển mạnh mẽ hơn, cùng với quỹ đất hai bên đường tạo ra nguồn lực cho sự phát triển của thành phố, thúc đẩy phát triển cho các phường, xã là Phú Hải, Bảo Ninh, Đức Ninh Đông, Đức Ninh và Nghĩa Ninh, tạo ra sự kết nối từ Đông, Tây qua cầu Nhật Lệ 2, là đường huyết mạch nối khu trung tâm thành phố với khu du lịch Bảo Ninh.